Ai cũng biết Mike Tyson là huyền thoại của làng boxing, sở hữu sức mạnh hơn người, từng đoạt đai vô địch thế giới, hạ đo ván biết bao đối thủ sừng sỏ. Thế nhưng có bao giờ bạn thắc mắc là Mike Tyson mạnh đến cỡ nào không? Hay một câu hỏi thú vị hơn là bạn sẽ như thế nào nếu lãnh trọn một cú phun lực từ tay đấm thép? Theo trang Thrillist, những cú đấm của Tyson có sức nặng hơn nửa tấn, chính xác là 534 kg. Để cho bạn dễ hình dung sự khủng khiếp của cú đấm này thì nó cũng tương đương với một chiếc tủ lạnh chứa đầy bia đập vào người bạn sau khi rơi khỏi cửa sổ tầng 2 vậy. Thông tin thêm rằng lực đấm trung bình của một người đàn ông bình thường không qua luyện tập võ thuật tương đương khoảng 22-45 kg. Còn một nghiên cứu về 7 vận động viên quyền Anh tại Olympic từ hạng thấp nhất tới hạng cân siêu nặng cho biết lực đấm của họ nằm trong khoảng từ 202-483 kg. Điều đó cho thấy lực đấm của Mike Tyson là đáng kinh ngạc đến nhường nào. Mike Tyson từng chia sẻ rằng cú đấm của ông hoàn toàn có thể khiến ai đó đăng xuất khỏi trái đất. Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph vào năm 2013, khi đang quảng cáo cho cuốn tự truyện của mình có tựa đề là Sự thật trần trụi, anh đã tuyên bố rằng tôi khá thất vọng vì đã không làm vậy, mặc dù tôi biết là tôi rất vui vì tôi đã không giết ai cả. Huấn luyện viên của Mike, Rafael Conder, cũng tin rằng học trò của mình hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng của ai đó bằng tay không. Sức mạnh của Mike Tyson ở một đẳng cấp khác. Tôi đã huấn luyện rất nhiều tay đấm nặng ký trong suốt sự nghiệp của mình. Thế nhưng khi bạn nói về sức mạnh của anh ấy, nhất là cú móc lên bên phải đó, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nắm đấm đó. Nó có thể giết chết ai đó. Thế nhưng, cũng chính những cú đấm nửa tấn này đã góp phần khiến cho Mike Thép liên tục chịu chấn thương. Phản lực từ cú đấm tác động ngược lại tới cơ thể của Mike Tyson, đặc biệt là vùng bàn tay, cổ tay và vai, là vô cùng đáng kể. Đơn cử như việc là Mike đã bị gãy xương bàn tay trước thềm bảo vệ ngôi vô địch thế giới hạng nặng với Frank Bruno, khiến cho ông phải hoãn trận đấu kể trên cho tới tháng 10 năm 1988. Trong một lần khác, ông đã bị gãy xương bàn tay, đồng thời bị gãy xương ngón tay giữa. Sau khi knock out Mitch Green bằng một cú đấm trên phố vào 4 giờ sáng, hay vào năm 1995, Mike đã bị dạn ngón tay cái trong lúc tập luyện trong trận thượng đài với Gray Maron. Bất chấp cảnh báo của bác sĩ, Mike Tyson vẫn tiếp tục tham gia trận đấu theo đúng lịch trình và giành chiến thắng. Những chấn thương ở tay của Mike Tyson xảy đến nhiều hơn khi sự nghiệp của ông đi dần đến đoạn kết. Kể từ năm 1996, đã có hơn 3 lần Iron Mike gặp phải những vấn đề ở tay ảnh hưởng đến trận đấu. Giờ đây, ở tuổi 60, lực đấm của Mike Tyson đã giảm đi phần nào. Thế nhưng đừng dại gì mà chọc giận tay đấm thép, nếu không, kết cục sẽ khá là bi thảm đấy. Vào tháng 4 năm ngoái, nhà cựu vô địch quyền Anh thế giới đã đấm rách trán một người đàn ông cùng chuyến bay. Theo nhiều nhân chứng, thì người đàn ông kia đã có dấu hiệu say xỉn và khiêu khích nhẹ Mike Tyson, khiến cho ông không giữ được bình tĩnh. Vì thế, mà nếu có gặp Mike ở ngoài đời, hãy nhẹ nhàng, thân thiện cười duyên, đừng dại mà chọc giận tay đấm này nhé.